Chào mừng quý vị anh chị đã quay trở lại với kênh Vinafor. Và hôm nay video này tôi xin gửi tới quý vị anh chị một chiếc Ford Ranger Wildtrak phiên bản độ xe tăng đến từ một anh khách hàng dân chơi từ Vĩnh Phúc. Như quý vị anh chị thấy đây, chiếc Wildtrak này đã được chúng tôi lên rất là nhiều đồ, cản trước, cản sau, bậc lên xuống các thứ. Một chiếc xe rất là, khi mà lên thì trông nó sẽ như thế này, rất là hầm hố, khỏe khoắn, mạnh mẽ. Và quan trọng là nó rất là thực dụng, với những cái chi tiết đồ toàn lên toàn đồ xịn. Cản Hummer, bậc lên xuống điện, rồi cản trước, cản sau, hệ thống đèn phá xương rất là đầy đủ. Và để lên được một con xe trông như thế này, nó cân đối như thế này thì cũng khá là nhiều thứ sẽ phải làm ở trên chiếc xe này. Và cái trị giá gói độ này nó lên đến hơn 100 triệu để cân đối được. Cả với cái bộ cản này thì cái bộ bánh này không phải là để nguyên bản mà phải lắp thêm bộ spacer hơn 3,5 cm nữa. Thì quý vị nhìn thấy nó mới cân đối với cái bộ cản này. Ở đầu xe thì là được chúng tôi sẽ độ bộ cản trước của Hummer chính hãng. Bộ cản trước Hummer. Thì ở trên bộ cản này thì sản xuất zin theo xe nên là các cái vị trí chi tiết như là cảm biến trước, cụm đèn sương mù, hệ thống radar vẫn giữ nguyên và không ảnh hưởng gì đến hoạt động của xe. Và cũng trang bị thêm luôn hai quả đèn phá xương, nhìn nó rất là hợp lý với cái bộ cản như thế này. Đó, và đó là phần đầu xe, bộ cản. Ở phần bên thân xe thì sao? Thân xe thì cái bậc lên xuống nguyên bản đã bỏ ra và thay bằng một bộ bậc điện, bậc thụt thò điện. Đây, quý vị chị có thể nhìn thấy bậc thụt thò điện. Với cái bộ bậc này thì nó rất là chắc chắn luôn quý vị chị nhá. Đây, đây là cái bộ bậc lên xuống, bậc lên xuống điện, bậc thụt thò rất là chắc chắn luôn quý vị chị. Đó, đây, một bạn nặng khoảng gần 90 cân đứng lên nhún nhảy thoải mái luôn. Và quan trọng là cái bộ bậc này chúng tôi thi công thì rất là êm ái. Đóng cửa cho anh. Đấy, đóng ra, thò ra, thụt vào rất là êm, không hề phát ra một tiếng động nào, như là không có luôn. Đấy, và khi mà thụt lại thì nó rất là gọn gàng. Cái chi tiết này, như nếu như quý vị chị đi vào các cái đường xấu mà đường gồ ghề thì mình sẽ hạn chế được cái việc là mình bị va chạm vào cái bậc lên xuống, nó bị sẽ gây ra va chạm và hỏng. Đấy. Còn ở phần đằng sau thì nổi bật với cụm đèn hậu đằng sau đã được thay cụm đèn nguyên bản của xe, cụm đèn halogen bằng cụm đèn LED, đấy, xi nhan LED, cụm đèn sau, đèn lùi, đèn xi nhan đều là LED. Ở đằng sau ngoài cụm đèn ra thì còn là một cái bộ cản, cũng là cản Hummer luôn. Đây ạ. Đấy, đây, quý vị anh chị có xem. Thì với cái bộ cản Hummer này thì nó đằng sau nó khá nặng, nó sẽ giúp cho cái phần đằng sau xe đi, mình đi thì nó sẽ đỡ bị sóc, bị nhảy ở đằng đuôi xe khá là nhiều, vì cái bộ cản này nó nặng gần 50 cân. Và đây là một chi tiết chữ Raptor nổi. Đấy. Đây là Wildtrak chứ không phải Raptor, nhưng mà đã gắn lên gắn chữ Raptor ở đằng sau và bộ tem Raptor nữa. Đây, quý vị chị có thể nhìn. Ở phần thùng xe thì trang bị một bộ nắp thùng cuộn điện rất là gọn gàng. Đấy, các cái chi tiết của cái bộ cuộn điện này thì nó rất là gọn và nó rất là vừa form xe. Đóng mở thì rất là nhẹ nhàng và không hề phát ra tiếng động, rất là thuận tiện cho chủ xe. Mình đóng mở bằng remote. Đó, đấy là cái phần thùng ở đằng sau. Vâng. Đấy, ở trong thùng thì có đèn LED để chứ nếu như mà tối mình có lấy đồ thì mình vẫn... nó chiếu sáng khi mình lấy đồ. Đấy, và khóa lại. Với cái thùng này thì có thể là mình dùng remote riêng và có tích hợp thêm vào chìa khóa của xe nữa.
thì tùy nhu cầu quý vị anh chị mình dùng, muốn dùng chìa nào cũng được. Đó, đó là phần riêng là phần thùng đằng sau. Thì với một cái form xe như thế này thì lắp cái cuộn lên thì nó giữ form xe rất là chuẩn và cũng rất là linh hoạt. Kèm theo đó là nó là một cái độ gì đó nó sang trọng và nó chơi hơn thay vì dùng cuộn tay. Đó, với các cái chi tiết nhỏ nhỏ như là hệ thống chắn bùn này. Cái chắn bùn này rất là hay nhá, trông nó đơn giản thế này thôi, thế nhưng mà đi thì nó rất là hiệu quả. Nếu mà trời mưa bùn bẩn bắn bùn đấy thì nó sẽ không bị văng bùn lên bên thành xe đâu. Những cái chi tiết như này trông nó nhỏ nhỏ thôi nhưng nó lại rất là hiệu quả và rất là hữu ích cho chủ xe đấy ạ. Đó, phần bên ngoài xe thì nó là như vậy, quý vị anh chị có thể nhìn rất là hầm hố, khỏe và quan trọng là nó rất là thực dụng. Đấy, đi mà lỡ mà có va có chạm thì thực sự ra thì chỉ thiệt cho người đối diện thôi, còn với xe mình thì không có vấn đề gì cả. Đó, phần ngoài thì như vậy, còn ở phần bên trong nội thất thì nội thất xe này thì chúng tôi chưa độ hết ạ. Hiện giờ thì mới chỉ đơn giản là hệ thống thay cái màn hình, thay màn hình zin của xe bằng màn hình của ZTEC. Thì cái màn hình này là màn hình Android, nó khá là thông minh và nó rất là nhiều ứng dụng giúp cho lái xe khi mình di chuyển trên đường. Đây là cái màn hình Android. Thì với cái màn hình này thì nó cũng khá là tương thích với xe, nó thiết kế khá là tương thích với xe. Và nó rất là nhiều ứng dụng như là bản đồ Việt Map, Google Map hay là xem YouTube mà phát Wi-Fi. Thì với cái màn hình này thì anh chủ xe anh cũng đã thay cái màn zin bằng màn này rồi. Đây ạ. Đấy là màn hình. Và quan trọng nữa là đây, quý vị có thể nhìn thấy bộ chip cảm biến chân ga. Khi mà lắp cái bộ này lên thì nó sẽ giúp cho cái xe của mình chạy nó rất là bốc, rất là mượt mà, không còn bị trễ quá nhiều như cái vốn dĩ của cái động cơ dầu. Nhưng khi mình lắp cái bộ này lên thì chạy rất là sướng luôn. Đấy, mình có thể tăng giảm cái tốc độ của cái bộ chip này, bộ chip chân ga này. Đấy, chúng tôi đã thiết kế là gắn luôn vào đây thì nó sẽ rất là thuận tiện cho lái xe. Dạ, vừa rồi thì chúng tôi đã gửi tới quý vị anh chị một chiếc xe Forerunner Wildtrak độ lên như thế này. Với cái gói độ này thì nó có giá là lên đến hơn 100 triệu đồng. Với những cái chi tiết độ vừa chắc chắn, khỏe mạnh và cũng tinh tế sang trọng. Đi kèm với bản thân chiếc Wildtrak, nó cũng là một chiếc xe nó rất là thông minh. Đấy, mà để thay đổi một cái phong cách của chiếc xe thì nó sẽ lên như chiếc xe như thế này. Thì đây sẽ là một cái tư liệu để quý vị anh chị mình tham khảo khi mình mua xe, mình muốn độ xe, mình muốn độ những cái trang thiết bị như thế nào. Thì đây có thể là một cái video tư liệu để quý vị anh chị tham khảo. Và nếu như quý vị anh chị cần tư vấn gì thêm thì có thể gọi điện cho em theo số điện thoại mà em để ở trên màn hình video này ạ. Dạ vâng, và cảm ơn quý vị anh chị đã xem video.